Xin chào các bạn, tôi là Kaiser. Chào mừng các bạn đến với series hướng dẫn sử dụng mixer DJMV10, một trong những siêu phẩm vừa được ra mắt bởi Bini DJ tại Nam Show vừa qua. Và hiện tại nó đã có mặt tại Việt Nam, ở Đà Nẵng. Nuna Lounge là đơn vị đầu tiên sở hữu nó. Thì chúng tôi hy vọng trong series này, việc giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn các setup cũng như là thiết lập cấu hình, chia sẻ các kiến thức mà chúng tôi có được với những tính năng ưu việt trên mixer này, thì hy vọng đây sẽ là series rất hữu ích, giúp cho các anh chị, các bạn DJ, các bạn có thể tìm hiểu thêm và trải nghiệm trên mixer DJMV10. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong chút xíu nữa đây. Và các bạn nhớ nhấn cái nút subscribe bên dưới để ủng hộ video clip của Bini DJ Việt Nam nhé. Xin chào. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần hướng dẫn chi tiết và chia sẻ cách kết nối trên mixer DJMV10. Thì như mọi người thấy, đầu tiên ở đây là sẽ có đường kết nối dành cho laptop A và laptop B. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể chơi chung set nhạc với nhau, hai người có thể đánh duo B2B với nhau và được tách kênh riêng biệt bằng việc lựa chọn những đường kết nối trên này sao cho phù hợp nhất cho phần trình diễn. Thì có thể đưa một ví dụ là DJ đầu tiên sẽ kiểm soát 3 kênh 1, 2, 3 và bạn còn lại sẽ kiểm soát 4, 5, 6. Rồi, mục tiếp theo ở đây chúng ta có cổng digital. Thì trên mixer DJMV10 có tổng cộng là 6 cổng digital và một đường kết nối XLR xuất digital out. Phần phía bên đây chúng ta có line, chúng ta kết nối 6 đường line bằng chuẩn chắc bông sen phía sau những thiết bị như CDJ 2000 Nesus, Nesus 2. Phần phía trên ở đây chúng ta sẽ có phono. Phono để kết nối với turntable, chúng ta sẽ có 4 đường phono preamp nằm ở kênh số 1, kênh số 3, kênh số 4 và kênh số 6. Cái chữ màu cam bên này là gọi là built-in. Thì đây là một cái tính năng khá mới trên mixer DJMV10. Thì ngày trước cho những cái mixer cũ của Bioneer thì phần này được gọi là phần sound color effect. Thì chúng ta sử dụng nó giống như một cái đường master, tại vì chúng ta vặn lên nó sẽ ảnh hưởng. Thì trên V10 nó đã thiết lập cho các bạn một cái đường sen để các bạn chủ động nhảy vào một kênh khác, các bạn can thiệp nhiều yếu tố hơn. Thì trong cái phần chi tiết mình sẽ giải thích rõ hơn nhiều. Một phần tiếp theo là phần đường external 1. Đây là chuẩn kết nối của jack 6 ly left and right. Thì chúng ta sẽ có đường external 1, external 2 và multi IO. Thì chỉ cần switch qua đây thì các bạn sẽ nhận được hết những giá trị bằng cách send. Các bạn có thể lái cái đường điện phát qua từng bộ vi xử lý để cho nó ra cái âm thanh tổng như thế nào cho phù hợp với cái phần trình diễn của mình. Thì trên setup này, đầu tiên là mình sẽ có một thiết bị phát nhạc trên đây, mình để ở trên đầu 1. Đây. Rồi, ở channel 2 và 3 thì mình sẽ sử dụng một thiết bị rất là tiện ích, đó DJ 200. Đây là một sản phẩm mình cũng hay dùng mang để đi show, mình set list, mình chuẩn bị rất là gọn nhẹ, có thể chơi những buổi tiệc party nhỏ và có thể sử dụng được với điện trên cả Android và điện thoại iPhone. Thì ở đây sẽ đảm nhiệm hai nhiệm vụ chính là control deck. Đây là deck 1 của mình. Rồi, đây là kiểm soát deck 2. Rồi, thì do là một số nút này dư nên mình tận dụng lại, mình sử dụng những cái tính năng khác, mình có thể biến nó thành effect. Rồi, ở đường số 4 mình sẽ có tín hiệu phát từ DGS 1000. Đây, mình đang ở được kênh số 4. Thì đây các bạn mà mình dùng để chơi sampler, chơi loop rất là tiện ích và rất có nhiều tính năng khá là hay trong này, có thể sử dụng được effect của nó chứ. Đường số 5
thì ở cổng kết nối này mình sẽ chừa lại đường external 1 để mình có thể kết nối một thiết bị ngoại vi như là mọi người thường hay thấy trong những set nhạc của DJ chơi nhạc techno, thì họ sẽ sử dụng như là những cái bộ guitar effect multi delay hoặc là một vài tính năng khác. Trên đường cổng số 6 thì mình sẽ xài cho phần built-in, có nghĩa là nhạc sẽ được phát ra ở một kênh, xong sau đó mình sẽ chọn effect built-in, mình sẽ gửi nó qua kênh số 6 để mình sử dụng hiệu ứng. Thì nó khác biệt như thế này là ngày trước á, là ví dụ như mình sẽ phát đây, khi mọi người chọn đây là ngày trước, giống như sau có loại effect đang thẳng như này. Nhưng bây giờ mình có thể làm nó khác hơn chút xíu. Rồi mình xem nó qua, mình sẽ đưa nó lên trên đây, mình sẽ can thiệp những cái giá trị khác rất là thoải mái. Và sau đây là sơ đồ chia sẻ cách kết nối thiết lập hệ thống trong video này. Câu hỏi các bạn có thể vui lòng gửi về hộp thư info@binarydjcenter.vn và bấm cái nút subscribe bên dưới để ủng hộ video clip chúng tôi. Xin chào.